Oxit của chúng ta được định nghĩa là hợp chất. Hợp chất trước nhé. Có hai nguyên tố. Trong đó có một nguyên tố là oxy. Được chưa? Oxit là hợp chất có hai nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là oxy. Được chưa nhỉ? Vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể là có một cái định nghĩa thứ hai tương đương. Định nghĩa tương đương đó là oxit là hợp chất của oxy và một nguyên tố khác. Đúng không? Hợp chất của oxy và một nguyên tố khác. Được chưa nhỉ? Oxit là hợp chất của oxy và một nguyên tố khác. Một số ví dụ như sau này, đó là CO2 hay là CO hay là SO2, Na2O hay là MgO. Đấy, thì các cái chất này đều là các sản phẩm và các phản ứng. Ví dụ này, CO2 là sản phẩm của phản ứng đốt cháy carbon trong oxy. CO là đốt cháy Cu trong oxy. Lưu huỳnh natri magie cùng đốt cháy trong oxy thì sẽ ra các sản phẩm là SO2, Na2O và MgO. Như vậy, oxit ở đây chúng ta hiểu nó là sản phẩm cháy của oxy với đơn chất. Đơn chất